Ngày 31 tháng 7, Tập đoàn tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp kỹ thuật an toàn trong điều kiện ảnh hưởng bất thường của biến đổi khí hậu. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Nam chủ trì hội nghị. Tình trạng biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác sản xuất kinh doanh của toàn tập đoàn. Nhằm thực hiện tốt công tác an toàn, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Nam đề nghị các đơn vị khai thác than hầm lò, khai thác vỉa dày có thu hồi phải rà soát lại các địa hình. Nếu có tình trạng ngấm nước thì dừng khai thác để thực hiện khoan thăm dò, tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch, tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác tuyên truyền huấn luyện đến người lao động để người lao động nâng cao nhận thức, khả năng phát hiện sự cố về an toàn. Ban an toàn tập đoàn tiếp thu ý kiến lãnh đạo chỉ đạo và thông báo kết luận đến các đơn vị triển khai thực hiện. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thành viên hội đồng thành viên tập đoàn Vũ Thành Lâm nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tự chủ an toàn từ chỉ huy cao nhất đến hệ thống quản lý phòng ban, phân xưởng, chỉ đạo hiện trường và người lao động, kiên quyết thực hiện mục tiêu an toàn để sản xuất phải an toàn.